Phật nói kinh tội phúc báo ứng Ngài Câu Na Bạt Đa Na Dịch Phạn Gia Chứ Hán Hòa Thượng Tâm Châu Dịch Hán Gia Chứ Việt Chính tôi được nghe Một thời kia Đức Phật ở trong tinh xá Họ thích nước Ca Duy La Vệ Cùng với 1.250 vị tỷ khưu với bản nguyện cúng trai của các đàn Việt trong tháng 9, nhất thời chọn đủ, Đức Phật từ trong thiền thất bước ra, đi đến dặng cây của ông Kỳ Đà trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Khi Ngài tới giữa danh giới hai nước, chỗ ấy có một cây rất lớn, tên là Ni Câu loại Cây ấy cao 120 dặm, khoảng vuông, tròn của cành lá cây ấy che dọc chừng 60 dặm. Quả trên cây ấy chừng vài vạn học. Những quả này ăn vào mùi thơm ngọt như mật, nhất là những quả chín rụng xuống. Nhân dân nhặt ăn, mọi bệnh đều khỏi và con mắt tinh sáng. bây giờ Đức Phật ngồi nghỉ dưới gốc cây, các vị tỳ khưu đi hái quả ăn. Đức Phật bảo ông A Nan: Ta xem trời đất muôn vật đều có túc duyên cả. Ông A Nan nghe Đức Phật nói thế, ông liền tới trước làm lễ Phật, quỳ xuống và bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, ngài vừa nói về hai chữ túc duyên, vậy những gì là túc duyên? Nay đệ tử chúng con muốn được nghe về những túc duyên ấy. Kính mong Đức Thế Tôn diễn nói đầy đủ cho chúng con được biết để khai hóa cho những người chưa được nghe bao giờ. Đức Phật bảo ông A Nan quý hóa thay, quý hóa thay. Các ông muốn nghe những túc duyên ấy, các ông hãy nhất tâm lắng nghe cho ký. Đức Phật bảo ông A Nan, người ta làm phúc cũng ví như cây này, cây này bản nhiên giống của nó chỉ có một hạt, dần dần lớn lên, hái quả vô hạn. Hiện nay những người hào quý như quốc vương, trưởng giả là từ trong chỗ trăm lế Phật thừa sự tam bảo trước đây mà được. Hiện nay những người đại phú của cái vô hạn là từ trong chỗ chăm làm hạnh bố thí trước đây mà được. Hiện nay những người trường thọ không có tật bệnh, thân thể trường. Cường tráng là từ trong chỗ chăm làm hạnh trì giới trước đây mà được. Hiện nay, những người đoan chính, nhan sắc tốt đẹp, dáng dấp sáng sủa đệ nhất, thân thể mềm mại, hơi miệng thơm sạch, người ta trông thấy tư dung, không ai là không hoan hỉ. Trông không chán mắt là từ trong chỗ chăm làm hạnh nhấn nhục trước đây mà được. Hiện nay, những người tu tập không hay chế biến hay làm phúc đức là từ trong chỗ chăm làm hạnh tinh tiến trước đây mà được. Hiện nay, những người an nhàn thư thái lời nói việc làm xét thực là từ trong chỗ chăm làm hạnh thiền định trước đây mà được. Hiện nay, những người tài năng minh mẫn hiểu thấu pháp sâu xa, tán thán nghĩa nhiệm màu, khai ngộ người tối tâm. Người ta nghe thấy lời nói của họ, không ai là không thăm hỏi, tín thụ, tuyên truyền và tin dùng như chân bảo là từ trong chố chăm tu hạnh trí tuệ mà được. Hiện nay, những người giọng tiếng trong trẻo là từ trong chố ca vịnh công đức tam bảo trước đây mà được. Hiện nay, những người trong sạch không có tật bệnh là từ trong chỗ từ tâm trước đây mà được. Khi ấy, ông A Nan bạch Phật rằng: "Lạy Đức Thế Tôn, thế nào gọi là từ tâm?" Đức Phật bảo ông A Nan: "Một là có tâm hiền lành đối với chúng sanh như mẹ yêu con, hai là có tâm thương xót thế gian, muốn cho họ có ý niệm về đạo giải thoát." ba là tâm thường hoan hỷ bốn là tâm thường thường hộ niệm hết thảy để cho hết thảy không bị vi phạm thế là từ tâm đức phật bảo ông a nan những người được thân hình to lớn là trước đây có lòng cung kính người những người bị thân hình nhỏ bé là trước đây hay khinh mạn người những người bị thân hình xấu xa là trước đây hay giận tức với người Những người sinh ra không biết gì là trước đây không có học vấn Những người ngu đặc là trước đây không hay dạy bảo người Những người câm ngọng là trước đây hay hủy bán người Những người mù lòa là trước đây không hay nghe theo kinh pháp Những người làm tôi tớ là trước đây còn mang lợ chưa trả những người ti tiện là trước đây không kính nế tam bảo những người đen xấu là trước đây làm che ánh sáng của phật những người sinh trong cõi nước khỏa thân là trước đây hay mặc áo mỏng xúc xách đường đột vào trong chùa tháp tinh xá những người sinh trong nước có phong tục bó chân như móng ngựa là trước đây hay đi giày guốc vào trước phật những người sinh trong nước có phong tục xuyên ngực là trước đây tuy bố thí mà phúc nhưng còn có tâm hối tiếc những sinh vật sinh trong loài trương loài hưu loài ngê loài hoắng vân vân là trước đây hay sợ hái người những sinh vật sinh đọa trong loài rồng là trước đây hay đùa cợt người những người thân thể mọc những ung thư ác độc điều trị khó khỏi là trước đây hay đánh đập chúng sanh Những người làm người ta trông thấy hoan hỷ Là đời trước trông thấy người ta có lòng hoan hỷ Những người mà người ta trông thấy không hoan hỷ Là đời trước trông thấy người ta không có lòng hoan hỷ Những người bị huyện quan gông xiềng thân thể giam giữ trong lao ngục Là đời trước làm người hay nhốt Chói chúng sanh, khiến chúng sanh không được theo ý tự do của mình. Những người bị sứt môi là đời trước hay câu cá, làm cá sứt môi. Và những người nghe thấy những lời nói tốt lành tâm không muốn nghe, nhưng trong lời nói đó phải nói ra trái, làm loạn tâm những người ham nghe và tín thụ kinh pháp. Người ấy sau phải đọa sinh vào trong loài chó vảnh tai, Đức Phật bảo ông A Nan: "Trên đời này có những người ngu si, nghe những lời thuyết pháp tâm không chịu ghi nhận, sau sẽ phải đọa sinh vào trong loài lừa, ngựa tai dài. Những người sẻn so tham ăn một mình, sau phải đọa sinh vào trong loài quỷ đói, và nếu sau sinh làm người, bị nghèo cùng đói thiếu, áo không che kín mình, ăn không đủ cung miệng." những người mình tự ăn thức ngon cho người thức ăn dở sau xé đọa sinh vào trong loài lợn chó bọ hung những ai hay cướp đoạt xúc vật người sau xé đọa sinh làm trong loài dê bị nột sống da rẻ đền trả lợ trước những ai hay sát sinh sau xé đọa sinh làm con trùng phù du trên mặt nước sáng sinh chiều chết những ai hay trộm tài vật của người Sau phải đọa sinh vào trong hàng tôi tớ Châu ngựa đền trả lợ trước Những người hay gian dâm vợ hay con gái người Sau chết phải vào địa ngục Con trai phải ôm cột đồng Con gái phải nằm giường sắt Đến khi ở trong địa ngục ra Thường sinh vào nơi hạ tiện Và phải đọa sinh vào trong loài gà vịt những người hay nói dối tuyên truyền những việc không hay của người khi chết vào trong địa ngục phải bị nước đồng rót vào miệng kéo căng lưới ra bắt trâu cày lên trên đến khi ra phải đọa xanh vào trong loài chim cú vọ người ta nghe thấy tiếng kêu không ai là không kinh sợ và đều nói là biến quái nguyền rủa cho chết những người hay uống rượu say phạm vào 36 nối, chết đi phải đọa vào ngục phí thị. Khi ra, sinh đọa vào trong loài đười ươi, sau trở lại làm người, ngu si, sống đời sống không biết chi cả, vợ chồng không hòa thuận nhau, hay cái cọ nhau, hay đánh đuổi nhau, và sau khi chết đi lại đọa sinh vào trong loài chim kêu, chim cáp, những người hay tham lam sức nực của người khác sau phải đọa sinh vào trong loài voi. Đức Phật bảo ông A Nan, những người đứng đầu châu quận thụ tước lộc quan trường hoặc bắt những người vô tội hoặc nấn nút của nhân dân biên tên nùng bắt trăng trói dùng roi gậy đánh đập cưỡng bức người dân đem đi và tố cáo những chuyện không đâu rồi đem gông xiềng giam giữ khiến người dân không được khoan khoái thảnh thơi những viên chức đó sau phải đọa vào trong địa ngục thân bị đau khổ vài nghìn ức năm hết tội được ra lại phải đọa vào trong loài thủy ngưu xuyên thủng đố múi kéo thuyền kéo xe roi gậy đánh đập đèn trả tội trước Đức Phật bảo ông A Nan, những người không được trong sạch là từ trong kiếp lợn mà tới, những người sẻn so tham nam không được trong sạch. Ngay thẳng là từ trong kiếp chó mà tới, những người cương cường tự dụng tàn bạo là từ trong kiếp dê mà tới, những người có những hơi hôi tanh là từ trong kiếp cá, kiếp ba ba mà tới những người hung ác mang tâm độc địa khó hiểu là tử trong kiếp chăn kiếp rắn mà tới những người ưa ăn thức ngon hay sát hại chúng sinh không có tử tâm là tử trong kiếp chó sói hùm beo con trồn chim ưng mà tới những người bị chết non bào thai bị trương trụy đời sống không được bao nhiêu mệnh đà mất sớm phải sa đọa vào ba đường vài nghìn muôn kiếp Đức Phật dạy rằng Những hạng người ấy đời trước làm người hay đi săn bắn Đốt trái núi rừng, tìm tổ, đập trứng Trăng lưới bắt cá, sát hại hết thảy chúng sinh Ôi, ham muốn ra thịt chúng sinh để mình ăn uống Mà thường phải chịu báo đoản mệnh Đời này, đời khác, kiếp này, kiếp, kiếp khác Chịu báo không có kỳ hẹn thoát khỏi Vậy nên phải cẩn thận nên phải cẩn thận, thực đau xót không thể nói sao xiết được. Đức Phật lại bảo ông A Nan, phàm làm công đức gì đều ứng vào nơi mình, thắp hương, họp phúc tụng kinh hành đạo không nên mướn người, chú nguyện hư dối như mướn người ăn hối, như mướn người ăn hộ, mình có no đâu mà không khỏi đói. Thắp hương mới mẻ, trong sạch tưởng như tâm hương thu nhiếp hết thảy tưởng vào nơi nhất tâm không còn tạp tưởng cùng thắp đèn sáng mái không lúc nào tắt sẽ chứng được ba đạt trí không trở ngại gì thắp hương cúng trai đọc kinh cúng giàng đồ vật là pháp thường làm Nại bố thí nữa sẽ được phúc chư thiên tiếp đái muôn ác đều nuôi mọi ma trừ sặc không dám đương đầu những người biếng nhác trong khi được yên ổn hòa đôi không có tâm tinh tiến một mai đau yếu hay có điều gì không thuận lợi tốt lành khi ấy mới muốn thắp hương cầu khẩn mà cho đó là làm phúc như thế thời chư thiên chưa dáng mọi ma đã tới tranh nhau xúc nhiễu làm mọi sự biến đổi quái gở bởi những né ấy mọi người thường nên tinh tấn tội phúc theo mình như bóng theo hình gieo trồng tội phúc gieo trồng cội phúc cũng như cây ni câu loại này vốn chỉ một hạt mà hái quả vô hạn bố thí một phần được gấp muôn phần đấy là lời ta nói thực không chút dối trá bấy giờ đức phật nói bài tụng rằng hiền giả hay bố thí thiên thần tự giúp đỡ cho một được gấp muôn yên vui và sống lâu ngày nay bố thí nhiều phúc ấy không thể lường đều sẽ thành Phật đạo độ thoát khắp mười phương nhân duyên hội hợp chỉ nên thân năm giới mười thiện trừ bỏ giận không mong người hứa tự làm thân vinh lạc thế gian như mây nổi vòng quanh năm đường như bánh xe Kẻ gì thọ mệnh tiếc vàng bạc, trời đất còn hoại, lọ thân mình. Vâng giữ giới kinh là rất quý, đừng tham tài sắc, nhục nầm người. Chúng sanh ba cõi như đàn dê, đi lại năm đường thân tan tác. Mệnh nhanh nước chảy có thường đâu, làm ác rất chóng, chịu tội lâu, đọa vào địa ngục vạc dầu nóng ngăn nòng bèn ý xa tai vạ phạm tội vào trong khổ khó chịu đức phật bảo ông a nan người đời không có trí tuệ nên phải sinh tử luân hồi vì nhục nhán mắt thịt nên không biết tội phúc nay ta dùng đạo nhán mắt đạo trông thấy sự báo ứng của tội và phúc từ vô số kiếp cho tới thân này gió như xem hạt ngọc lưu ni trong bàn tay sáng suốt tất cả trong ngoài không còn chút ý tưởng ngờ vực nào nữa đến đây ông a nan liền chỉnh y phục tới trước đức phật làm nế phật mà bạch phật rằng lạy đức thế tôn đức thế tôn đã diễn nói cho chúng con nghe kinh này nhưng kinh này tên gọi là kinh gì đức phật bảo ông a nan Kinh này gọi là kinh luân chuyển ngũ đạo và cũng gọi là kinh tội phúc báo ứng. Nếu có thiện nam thiện nữ nào đọc tụng tuyên truyền kinh này được công đức vô lượng sau này sẽ được trông thấy được nế bái phụng sự cúng dường hàng nghìn đức Phật trong đời hiển kiếp không bị xa vào tám nạn ba đường và sẽ chứng được giới định tuệ. Đức Phật nói kinh này rồi, 500 vị tỷ khiêu nậu nghiệp phiền não sạch hết, tâm ý mở tỏ, 700 vị tỷ khiêu ni được đạo tu Đà hàm, 800 vị A na hán chứng được đạo Bồ Tát chư thiên long thần cùng một vạn hai nghìn người thanh tín sĩ thiện nam, sáu nghìn người thanh tín nữ thiện nữ tụ tập dưới gốc cây khi ấy đều được bước vào dấu tích của đạo và các vị tỷ khiu tỷ khiu ni yêu bà tắc yêu bà di đều chứng được đạo quả a na đều chứng được đạo quả a na hàm thiên long quỷ thần thế gian nhân dân nghe đức phật thuyết pháp mầu nhiệm này ai ai cũng đều nói rằng quý hóa lắm và tức thời khỏi thân làm lễ phật nhiễu phật ba vòng vui mừng nuôi ra